ngày 22 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Krông-pa, tỉnh Gia Lai thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh dại là cháu bé, 8 tuổi, dân tộc Dây Rai, mụ Buôn Chư Cri, xã Chư Rang, huyện Krông-pa. Người nhà của cháu bé cho biết do không biết cháu bị chó cắn lúc nào nên không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Khi cháu có triệu chứng sốt, mệt mỏi, gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không giảm. Đến ngày 12 tháng 9, cháu được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông-pa với triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Tối cùng ngày, cháu có dấu hiệu nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Ngày 15 tháng 9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê. Cháu được xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dại và đến ngày 20 tháng 9, bệnh nhân tử vong. Như vậy, tính đến ngày 22 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 11 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao nhất khu vực Tây Nguyên.